Còn về tình hình thời tiết thì cảnh báo rét đậm rét hại ở Bắc Bộ còn kéo dài từ nay đến 27 Tết. Đêm và sáng sớm là thời điểm rét nhất ngày. Thông tin chi tiết sẽ kết thúc 5 phút hôm nay. Kính chào tạm biệt quý vị. Dự báo trưa chiều nay nhiệt độ cao nhất toàn miền phổ biến từ 13 đến 16 độ. Về đêm và sáng trời còn rét hơn, nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành giảm xuống chỉ còn từ 5 đến 12 độ. Vùng núi cao như Tam Đảo, Đồng Văn, Lũng Cú, Sapa chỉ từ 0 đến 4 độ. Sử dụng bình đóng lạnh an toàn và hiệu quả trong thời tiết này, quý vị chỉ nên bật bình trước khi sử dụng khoảng 15 đến 30 phút tùy dung tích. Tránh bật bình 24 trên 24 giờ, vừa tốn điện vừa làm giảm tuổi thọ của bình. Lưu ý hãy tắt bình trước khi sử dụng để hạn chế các tai nạn điện.